Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Mõ Việt Nam. Các bạn thân mến, theo Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây có bài viết cho rằng Manila đang nhượng bộ trước tham vọng vẽ lại bản đồ Biển Đông của Bắc Kinh bằng cách một lần nữa đồng ý chấp nhận hộ chiếu Trung Quốc có in đường chín đoạn ở Biển Đông. Điều đó đã làm quan hệ hai nước nồng ấm hơn và cổ vũ các chính khách thân Trung Quốc của chính quyền Duterte. Bài báo của Thời báo Hoàn cầu viết, quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đã trở nên nồng ấm trong 2 năm qua. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thường xuyên ủng hộ đề xuất sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Trước đó, vào năm 2012, Manila đã không chấp nhận các hộ chiếu có in hình đường chín đoạn ở Biển Đông của Trung Quốc. Sự xoa dịu quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh chính là sự việc diễn ra sau khi Tổng thống Duterte đã không thúc đẩy thi hành phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016, mà trong đó khẳng định Trung Quốc không có quyền lịch sử với hầu hết Biển Đông. Nhìn bề ngoài, Tổng thống Duterte đã nhượng bộ Bắc Kinh ở thời điểm đó. Ông đã gác lại phán quyết của Tòa trọng tài để đổi lấy tài trợ cho các dự án hạ tầng dưới sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc và sáng kiến xây của Duterte. Sự dịu đi của quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines lần này xoay quanh vấn đề bản đồ Biển Đông xuất hiện tại thời điểm khi quan hệ giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực đã và đang chuyển biến theo hướng khác. Vài tuần trước, Việt Nam và Malaysia đã cấm phim Người Tuyết Bé Nhỏ, một bộ phim do DreamWorks Entertainment sản xuất vì trong đó có một cảnh chứa bản đồ đường chín đoạn. Cả hai nước trên đã triển khai thành công lực lượng hải quân của họ để ngăn chặn các nỗ lực thăm dò dầu khí của Bắc Kinh trong những vùng biển tranh chấp. Trong khi đó, việc nhắc đi nhắc lại sự hậu thuẫn cho sáng kiến vành đai và con đường và nhường bước Bắc Kinh trong cuộc chiến bản đồ Biển Đông, Tổng thống Duterte đang chờ đợi những đầu tư của Bắc Kinh sẽ đến. Các bạn thân mến, không cần nói nhiều nữa về những quyết sách gần đây của Philippines bởi vị Tổng thống của nước này luôn tỏ ra thuần phục Trung Quốc. Tuy nhiên, bài viết trên Hoàn cầu Thời báo đã đánh lận con đen khi cho rằng Việt Nam và Malaysia ngăn chặn Bắc Kinh thăm dò dầu khí trong vùng biển tranh chấp. Thực tế, từ tháng 7 năm nay, những hành động vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa EEZ của Việt Nam của nhóm tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống đã gặp phải sự đấu tranh kiên quyết, khôn ngoan của Việt Nam trên cả thực địa và chính trị, ngoại giao. Hành động của Trung Quốc đã vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, xâm phạm chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Vượt qua những hành vi ngang ngược của Trung Quốc, hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam diễn ra với kết quả tốt. Trung Quốc đã buộc phải rút nhóm tàu Hải Dương 8 về Quảng Đông mà không thu được kết quả gì. Nói thêm một chút về sự ảo tưởng của ông Duterte, ông này hy vọng rằng sự nhượng bộ trên biển sẽ làm cho Trung Quốc đầu tư vào Philippines nhiều hơn. Nhưng thực tế thì đang trái ngược với hy vọng của vị Tổng thống này, Trung Quốc cam kết đầu tư 9 tỷ đô la vào Philippines kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên nắm quyền, nhưng các dự án mới chỉ được thực hiện rất hạn chế. Manila mới chỉ nhận được hơn 900 triệu đô la hỗ trợ kinh tế, bằng khoảng 10% so với lời hứa từ năm 2016 của Bắc Kinh. Kim ngạch nhập khẩu của Philippines từ Trung Quốc đạt mức 22 tỷ đô la trong năm 2018, nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 8,8 tỷ đô la. Việc làm của vị Tổng thống thân Trung này một mặt đánh mất chủ quyền quốc gia, mặt khác khiến nền kinh tế Philippines phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại!